Chúng ta đi bắt đầu đi vô hẻm. Không biết anh chị có nhìn ra hình ảnh khu xóm này không? Một cái xóm lao động ngày xưa và ngày nay thì cũng thay đổi nhiều rồi. Bên trái là số lẻ và bên phải là số chẵn. Em xin chào cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn trưa hôm nay ngày 16 tháng 1 năm 2022. Và trước mặt anh chị và các bạn đó là con đường Lê Văn Duyệt cũng như là cách mạng tháng 8 ngày nay. Bên cánh trái lúc nãy chúng ta thấy và đây chính là hình ảnh của khách sạn New Apple ngày xưa, còn ngày nay là Lotus Sài Gòn rồi nè. Và ngày nay những khách sạn ở trung tâm Sài Gòn rất là điều hiu, rất là vắng lặng. Và trưa hôm nay thì em có việc đi ở khu quận 3. Rồi bây giờ trên đường về, hồi nãy Đồng nhận muốn ăn cái bánh dày thì bây giờ đi về sẵn ghé ngang chỗ Nguyễn Thiện Thuật có siêu thị Hà Nội đó, ở đó có bán bánh mì, bánh dày, bánh tét, đủ thứ bánh giống ở tiệm bánh Như Lan cái gì đó. Rồi tiện luôn ghé hẻm 549 Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Đình Chiểu, gần với chợ Bàn Cờ. Gửi anh chị và các bạn xem con hẻm ngày xưa và ngày hôm nay nó như thế nào ha. Trước mặt chúng ta đó là giao lộ Điện Biên Phủ với lại cách mạng tháng 8 này, cũng như là Phan Thanh Giản ngày xưa. Đây có một cái biệt thự rất là đẹp, bán mỹ phẩm thô ra cao, tinh dầu bưởi, dầu gội hương bưởi. Sáng nay thì em có cái hành trình đi từ Sài Gòn đi đến Phú Xuân Nhà Bè, đạp một chuyến xe rất là phê. Hôm nay đạp một cái tour rất là đã, mà lúc về làm biếng, lúc về nắng quá, đi hoài không thấy tới. Đi tới đó rồi thưởng thức một tour, rồi xong cái ăn sáng ở ngay cầu Phú Xuân, rồi quay vài ảnh chợ Phú Xuân Nhà Bè gửi anh chị và các bạn. Rồi bây giờ trưa về có việc đi qua quận 3 xíu, rồi bây giờ về mua bánh cho Đồng ăn trưa luôn nè. Trưa nay chắc ăn bánh dày. Bánh dày là loại bánh có hai cái cục bột, ở giữa là cái miếng chả lụa kẹp lại, chấm với rắc một xíu muối tiêu, rất là ngon. Đồng rất là thích. Ở đây để đến chợ Bàn Cờ chúng ta sẽ quẹo phải con đường Nguyễn Đình Chiểu nè, cũng như là con đường Phan Đình Phùng ngày xưa, ngay khu mộ của ông Thích Quảng Đức đó. Và bên kia có một cái công viên tượng đài ông Thích Quảng Đức, nơi mà ông ngày xưa ông tự thiêu. Đây chúng ta quẹo qua con đường Phan Đình Phùng cũng như là Nguyễn Đình Chiểu. Sài Gòn mấy nay thì rất là nhộn nhịp ở các khu phố ông đồ, rồi những nơi hội hoa xuân, người ta tự những doanh nghiệp đó, tự tạo để thu hút khách hàng. Ở trong đó có tập đoàn Novaland, ở đó rất là đẹp, tạo một cái khu rất là lớn để du khách quan khách tới tham quan, cũng như xem các dự án ở đó, rồi xem pháo bông, chương trình biểu diễn nghệ thuật, uống cà phê, rất là nhiều. Ở trước mặt chúng ta đó là khu chợ vườn chuối bên cánh phải. Ở đoạn này là giao lộ Nguyễn Thượng Hiền với lại Nguyễn Đình Chiểu. Và Sài Gòn trưa nay là 11 giờ rưỡi, hơn gần 12 giờ. Bên kia có bán bánh canh cua, súp cua, thấy hấp dẫn ha. Bên đây chợ vườn chuối nè, ở trên con đường Nguyễn Đình Chiểu này đi chúng ta đi ngang hai ngôi chợ, chợ vườn chuối và chợ Bàn Cờ. Hẻm 549 nằm đối diện với chợ Bàn Cờ. Thì trước khi đi vô hẻm đó chúng ta sẽ đi qua bên Nguyễn Thiện Thuật, chút xíu ha, rồi mình sẽ vòng trở lại. Hay là ghé đây trước ta, ghé đây trước đi, rồi mua cái bánh dày sao, tại vì nó cũng tiện đường. Tại siêu thị Hà Nội nằm gần với Nguyễn Thị Minh Khai, nằm trên con đường Nguyễn Thiện Thuật nhưng mà gần với Nguyễn Thị Minh Khai. Ở bên cánh trái thì có những cái hẻm để thông ra Võ Văn Tần cũng như là Trần Quý Cáp. Sáng nay đạp xe qua mấy dốc cầu nó đuối, bây giờ ngồi xe máy cảm thấy nó sướng. Cuộc sống đôi lúc phải trải nghiệm, lúc vất vả mới thấy sung sướng. Giống như món ăn có nạc, có mỡ thì nó mới ngon, có hương vị của cuộc sống. Đó, đây giao lộ Cao Thắng đây. Bữa nay là ở dưới là ngày 14 tháng Chạp rồi, ngày 14 tháng Chạp. Mai là rằm. Rồi qua rằm là coi như là các chương trình lễ hội cũng như chợ hoa đồ là cũng rục rịch cho tới ngày 27 tháng Chạp là bắt đầu nhộn nhịp rồi đó. Tết chỉ vui những ngày thế này thôi hả? Còn bắt đầu từ mùng 1 Tết là mình thấy hết Tết rồi. Ở Việt Nam ăn Tết lớn không tới 1 tháng rồi. Tính ra nếu mà tính đúng là cũng cả tháng á. Ở đây giao lộ Bàn Cờ này. Bên phải là đường Bàn Cờ. 1 tháng là tại vì bây giờ là còn nửa tháng nữa Tết nè. Là cũng có rục rịch chương trình Tết rồi, vừa làm vừa tận hưởng rồi đó. Rồi sau Tết thì thêm cả chục ngày nữa. Bây giờ chúng ta thấy nhà cửa san sát nhau hết rồi ha. Tất đất tất vàng. Những cái gian hàng bán đồ trưng Tết, liễn rồi. Đây khu vực cổng chính ở chợ Bàn Cờ, một ngôi chợ cũng rất là lớn ở quận 3 này. Ở đây rất là đông. Ở bên cánh trái đó là hẻm 543. Cái hãng mà cà ri ông trà bà đó, ở trong cái hẻm đó đó ha, cà ri dầu đó ha. Đó, nếu mà mình đi thẳng là lên Lý Thái Tổ, đi ngang giao lộ Nguyễn Thiện Thuật này. Trước mặt chúng ta đó là giao lộ Nguyễn Thiện Thuật. Ở bên cánh trái chúng ta đó là hẻm 549. Đầu hẻm những ngôi nhà rất là cao. Đường Nguyễn Đình Chiểu bây giờ nhà cửa rất là thay đổi nè. Giờ nhà cao cửa rộng không à. Hẻm này có xe hơi vô được luôn nè. Hẻm 3 m. Chúng ta chờ đèn đỏ qua đường cho nó dễ ha, tại vì xe quá trời. Không biết nhà 21 ngày nay có còn như xưa hay không. Hẻm tuy 3 m nhưng mà do là hẻm cũng có nhiều nhà nên thành ra việc sinh hoạt của người ta để xe rồi ở ngoài hẻm này là mình thấy nó nhỏ. Mình qua đường nha, qua đường nha. rồi chúng ta đi bắt đầu đi vô hẻm. Không biết anh chị có nhìn ra hình ảnh khu xóm này không? Một cái xóm lao động ngày xưa, và ngày nay thì cũng thay đổi nhiều rồi. Bên trái là số lẻ và bên phải là số chẵn. Bắt đầu là số 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ngay đây có cái ngã tư nhỏ nhỏ. Ngã tư này hẻm phía bên trái là hẻm 543 nè. Hẻm 108 Nguyễn Thiện Thuật. Rồi nhà số 21. Ở đây có một căn nhà rất là lớn mới xây lên như là cung điện vậy đó. Vô đây là hẻm cũng rộng chứ. Tới nhà 17 rồi. Rồi đây nhà 21 đây. Nhà 21. Bên trí có nhìn ra không? Ngày nay rất là khác. Mình nhìn chút xíu nữa nha, rồi mình sẽ đi tiếp. Tới nhà 21 thì có nhà 23. Nhà này cũng xây lên lại rồi. Không còn hình ảnh của những nhà gác gỗ ngày xưa. Nhà cao cửa rộng không à. Do là nhà có người nên mình không tiện đứng review lâu. Vài hình ảnh chút xíu gửi bà con cô bác, gửi anh chị và các bạn xem để thấy khu xóm hẻm ngày hôm nay như thế nào. Tới đây mình thấy hẻm cũng thông thoáng rồi đó, nhưng mà hẻm này rất là đông nha. Xe máy để ở ngoài trước cửa nên thành ra là mình thấy nó hơi chật. Hẻm này đi thẳng ra tới hẻm 16 Nguyễn Thiện Thuật luôn nè. Ngay chỗ đó có cái quán nước. Sắp Tết rồi nên là cụ lẫy lá mai. Đó, ra đây là hẻm 16 Nguyễn Thiện Thuật nè. Quẹo phải chúng ta ra đường Nguyễn Thiện Thuật, quẹo trái thì ra hẻm 543 lúc nãy đó. 543, 549. Rồi đây cũng là một hẻm thông với Nguyễn Đình Chiểu nữa nè. Rồi chúng ta đi ra đường Nguyễn Thiện Thuật ra tìm bánh, mua bánh dày cho bạn đồng nhỏ ở siêu thị Hà Nội gần đây. Ở đây có quán bún bò cũng rất là ngon. Đây bún bò ở đâu rồi? Mình chạy qua rồi. Bún bò Nguyễn Thiện Thuật rất nổi tiếng. Ở bên tay phải thì có những cái hẻm để không đi vô khu nhà thờ Bàn Cờ. Một nhà thờ cũng rất là nhỏ ở trong khu xóm. Ở đây có hiệu bánh mì Hà Nội nè. Bánh mì Hà Nội bán rất là nhiều loại bánh, bánh dân gian, đặc biệt các đặc sản ở Hà Nội. Chúng ta sẽ mình trở lại để mua bánh cho bạn đầu nhỏ. Mua 2 cái. Mình sẽ đi một đoạn nữa tới trường Đại học Sài Gòn, rồi chúng ta sẽ kết thúc video clip ngày hôm nay. Để anh chị và các bạn hình dung được cái con đường xưa em đi, con đường xưa anh chị và các bạn đã đi. Bán hai cái bánh giò đi. Ủa quên gì, bánh dày. Bánh dày. Nhiêu tiền? 50. Rồi, cảm ơn. Ở đây có bán bánh bông lan, rồi bánh mì, nước sâm, rất là nhiều luôn ha. Nhưng mà không lớn bằng Như Lan thôi. Đó, hẻm giáo xứ Bàn Cờ nè, thánh đường Du Xe nè. Ở đây có trường dạy lái xe Hoàng Gia. Đây chúng ta sẽ đi cái hẻm này luôn. Cái hẻm hồi nãy là 16, hẻm 16 thông qua hẻm 21 nè, đi ra Lý Thái Tổ luôn. Hẻm này có quán cháo vịt Liên rất là lớn ở đây, giống như là cháo vịt Thanh Đa vậy đó ha. Đi thẳng con đường này, cái hẻm này sẽ ra đường Nguyễn Thiện Thuật, Lý Thái Tổ, con đường Huy Bông Hoa ngày xưa. Nguyên một cái khu biệt thự rất là lớn của chú Quả, và ngày nay vẫn còn 6-7 biệt thự ở trong đây. Chú Quả ngày xưa có rất nhiều căn nhà ở Sài Gòn, rất nhiều dãy phố, mấy chục ngàn căn nhà ở đất Sài Gòn này, một trong những người giàu nhất ở vùng đất Sài Gòn ngày xưa. Di sản của ông để lại ngày nay rất là lớn. Đây ngã 6 Cộng Hòa, và đây là con đường Cộng Hòa, đi ngang qua những ngôi trường Petrus Ký cũng như là Lê Hồng Phong. Rồi chúng ta chạy trong lề ha. Rồi bên cánh trái có những khách sạn, những siêu thị rất là lớn. Chắc cũng có nhiều anh chị cũng không có xa lạ gì đối với con đường này. Thì hôm nay chúng ta đi để nhìn lại con đường xưa và những khung cảnh ngày hôm nay, để mình hồi tưởng lại những hình ảnh của ngày xưa nó như thế nào ha, nó thay đổi như thế nào. Đây trường Petrus Ký cũng như là trường Lê Hồng Phong ngày nay. Thì những ngôi trường ngày hôm nay thì do là dịch bệnh nên ra chỉ có vài lớp học thôi. Thì qua Tết này sẽ có rất nhiều học sinh đi học lại, hầu như là đi học lại hết á, ở các tỉnh. Không biết ở các khu vực khác thì như thế nào, ở các đất nước anh chị và các bạn thì như thế nào ha. Khách sạn Nico, khách sạn 5 sao ở nằm trên con đường Nguyễn Văn Cừ. Bên kia là quận 1, bên đây là quận 5. Hai quận cách nhau một con đường. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Rồi. Rất là lớn luôn á. Đây có chú đi lụm ve chai, những thùng giấy, những thùng cà tông. Chị bán bánh tráng trộn, nem tré. Chị ngồi ở ngoài nắng thấy vất vả quá, mà mà bán thì cũng vắng nữa, do ngày nay không còn học sinh, ít học trò nên thật ra vắng khách. Đó, và đây là con đường An Dương Vương, cũng là con đường Thành Thái ngày xưa. Hai bên là hai ngôi trường, một bên là trường đại học, một bên là trường cao đẳng sư phạm ngày xưa, và ngày nay là một bên vẫn còn là đại học sư phạm, một bên là ngày nay là đại học Sài Gòn rồi. Đại học Sài Gòn ngày nay thì dạy rất là nhiều môn. Ngày xưa thì chuyên sư phạm thôi, chứ bây giờ đa ngành nghề rồi. Con đường xưa đi đến ngôi trường xưa, căn gác nhỏ, mà ngày nay căn gác nhỏ bây giờ thành ngôi nhà to rồi. Phía trước cổng trường nè, chúng ta nhìn lại để thấy hình ảnh của ngôi trường ngày hôm nay nó như thế nào. Ở bên trong thì khuôn viên trường rất là rộng. Mấy bữa em đi chích ngừa ở trong đây, đi lòng vòng ở đây rất là lớn, đi hoài không hết luôn á. Rồi video clip ngày hôm nay xin được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi vài hình ảnh ở khu chợ Bàn Cờ hẻm 549, đi lòng vòng trong khu xóm rồi ra con đường Cộng Hòa. Gửi bà con cô bác cũng như gửi anh chị bạn để mình hình dung được con đường ngày xưa và ngày nay nó thay đổi như thế nào ha. Trong những ngày Tết thì không có gì coi, mở YouTube, mở Vinh Lâm TV lên để chúng ta cảm nhận và thấy Sài Gòn nó gần hơn với chúng ta mỗi ngày. Rồi thì video clip đến đây cũng là khá dài rồi. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong clip tiếp theo. Nhân đây cũng xin kính chúc toàn thể cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.